Vua Cá Coi đăng ảnh cùng con gái hậu đổ vỡ với Hà Thanh Xuân, cuộc sống hiện tại của vợ cũ gây tò mò. Sau khi ca sĩ Hà Thanh Xuân tuyên bố chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với doanh nhân Thắng Ngô vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, mọi động thái của vua Cá Coi đều trở thành tâm điểm chú ý. Có thể thấy nam doanh nhân có thái độ bình tĩnh, thoải mái cập nhật hoạt động đời thường lên mạng xã hội. Mới đây Thắng Ngô đăng tải bức ảnh cùng con gái Ruby đi ăn tối với bạn bè. Trong ảnh Thắng Ngô tươi cười rạng rỡ, ái nữ này trông lớn phỏng phao. Chồng cũ Hà Thanh Xuân úp mở cho biết cái nét dễ làm lành không bỏ được từ sau khi vướng nghi vấn hôn nhân tan vỡ, đây là lần hiếm hoi Thắng Ngô khoe ảnh chụp cùng con gái. Bức ảnh hai bố con nhận về vô số bình luận tương tác, phần lớn gửi lời động viên, mong Thắng Ngô bình tĩnh vượt qua quãng thời gian khó khăn. Trước đó một ngày vua cá coi khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện với gương mặt gầy sọp đi thấy rõ thân hình gầy gò có dấu hiệu sụt cân thắng ngô cho biết bản thân ăn không ngon ngủ không yên sau khi bị vợ cũ hà thanh xuân công khai cuộc hôn nhân không hạnh phúc như mọi người vẫn tưởng nhiều nghi vấn cho rằng tình hình cuộc sống hiện tại của vua cá coi không còn giàu có sung túc như trước bên cạnh câu chuyện chia tay ồn ào của doanh nhân thắng ngô và hà thanh xuân cuộc sống của vợ cũ vua cá coi thanh đào cũng khiến dân mạng tò mò thời gian qua thanh đào thi thoảng cập nhật hoạt động lên mạng xã hội từ khi chồng cũ tái hôn cô tập trung xây dựng cuộc sống mới tiếp tục phát triển trang trại cá coi và nuôi nấng con gái qua những hình ảnh vợ cũ vua cá coi đăng tải dân tình suýt xoa vì bà mẹ một con ngày càng thăng hạng, nhan sắc. So với hình ảnh tảo tần khi xuất hiện trên chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam năm 2019, giờ đây Thanh Đào được khen chuẩn hình mẫu phụ nữ hiện đại, độc lập, mạnh mẽ. Nữ doanh nhân cho biết bản thân đang rất hạnh phúc, tận hưởng nhịp sống bận rộn. Cô viết trên trang cá nhân, cho dù công việc hay cuộc sống có bao bộn bế trao đảo, hãy luôn động viên bản thân không ngừng phát triển học hỏi để vượt khó và làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình. Nhưng điều quan trọng là đừng đánh rơi nụ cười, vì đó chính là năng lượng tích cực để ta không cảm thấy mệt mỏi hay chùn bước trước trưởng ngại trên con đường mình đã chọn. Bên cạnh đó, Thanh Đào cũng chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên con gái nhỏ của mình. Đối với Thanh Đào, Ruby chính là chỗ dựa tinh thần giúp mẹ vượt qua sóng gió. Thanh Đào gửi lời cảm ơn ái nữ vào ngày 9 tháng 9 vừa qua. Cảm ơn con gái đã luôn bên mẹ cho mẹ hiểu việc trưởng thành không phải tuổi mình bao nhiêu mà là mình học được gì sau bão rông. Mẹ yêu con. Riêng về mối quan hệ với chồng cũ Thắng Ngô, Thanh Đào không còn nhắc đến. Thế nhưng trên trang cá nhân, hình ảnh gia đình gồm bố mẹ và con gái vẫn được nữ doanh nhân giữ nguyên. Nhìn lại cuộc hôn nhân hơn 10 năm đi lên từ hai bàn tay trắng của Thắng Ngô và Thanh Đào, nhiều người không khỏi tiếc nuối. Cuộc sống của Hà Thanh Xuân sau khi về chung nhà với vua cá coi, tự sửa nhà không có sự hỗ trợ của chồng, gây chú ý với dòng trạng thái hậu ồn nào sau ly hôn. Sáng ngày 12 tháng 3, mạng xã hội lan truyền thông tin vua cá coi Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân ly hôn sau gần một năm về chung nhà tin đồn được bắt nguồn từ việc trang cá nhân của hai người đã hủy kết bạn nhau, đồng thời xóa hết những hình ảnh cuộc sống hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc trước đó. Cộng đồng mạng còn phát hiện ra Thắng Ngô tạm thời khóa Facebook cá nhân. Trước sự việc này, nhiều khán giả thường xuyên theo dõi Hà Thanh Xuân không khó nhận ra những điều bất thường trong mối quan hệ tình cảm của cả hai. Sau đám cưới hoành tráng, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân cùng nhau gây dựng cơ nghiệp, tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc xây dựng trên tình yêu chân thành. Dù có nhiều ồn ào sau hôn nhân, cả hai vẫn giữ được sự tin tưởng, cố gắng đồng hành. Tuy nhiên, kể từ năm 2023, dù vẫn tích cực hoạt động trên mạng xã hội, Hà Thanh Xuân không còn đăng tải những khoảnh khắc xuất hiện cùng ông xã như trước. Cô chỉ lẻ bóng một mình và thông tin về Thắng Ngô cũng được nữ ca sĩ hạn chế chia sẻ. Vào tháng 2, Hà Thanh Xuân bày tỏ tâm trạng buồn trên trang cá nhân. Cô tâm sự khi buồn sẽ im lặng và ngồi thiền để được thoải mái và mang lại năng lượng tích cực đến mọi người. Có nhiều người nói chẳng bao giờ thấy Xuân buồn, lúc nào cũng tươi cười. Thật sự những lúc buồn Xuân sẽ chọn im lặng và ngồi thiền. Khi ổn sẽ xuất hiện trước mọi người vì Xuân đã học rất tốt cách yêu thương bản thân mình. Xuân lúc nào cũng muốn đem năng lượng tích cực đến mọi người, muốn làm được điều đó tôi phải ổn đã. Sau dòng trạng thái đó, Hà Thanh Xuân dường như chỉ xuất hiện một mình. Khi có kế hoạch sửa sang lại nhà cửa, cô dành cả tuần chuẩn bị và tự mình thực hiện được hết, mà không có sự xuất hiện hay bóng dáng của vua cá coi. Cô đăng tải lên Facebook, Phụ nữ ở Mỹ không có gì là không thể. Cả tuần này dành thời gian sửa nhà và thay đổi ít đồ làm mới cho không gian ở nhà. Cái gì cũng muốn mua. Ngoài ra trong video livestream ngày 18 tháng 2, Hà Thanh Xuân cũng đề cập đến việc sửa chữa nhà. Cô cho hay, hai tuần vừa rồi bản thân tự dọn dẹp nhà cửa mà không có sự phụ giúp của ai. Khi khán giả thắc mắc về sự vắng mặt gần đây của ông xã, cô cũng không có ý định trả lời mà chỉ cười và giải đáp các bình luận khác. Có gì khó mình cứ học thôi, biết đâu mai mốt sẽ tự sửa cả căn nhà thì sao? Vì phụ nữ ở Mỹ bất cứ cái gì cũng làm được hết, không có gì khó cả, quan trọng là mình cố gắng và mình thực hiện được hết. Hà Thanh Xuân cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã làm được. Đến nay, tin đồn giữa cả hai đã chia tay, chỉ sau chưa đầy một năm kết hôn. Đến nay, trước tin đồn cả hai đã chia tay, chỉ sau chưa đầy một năm kết hôn, Thắng Ngô cho biết từ 10 ngày trước đã có nhiều anh em bạn bè, báo chí gọi điện nhắn tin cho tôi hỏi vấn đề này. Thực ra bây giờ chúng tôi chỉ muốn có cuộc sống yên ổn, bình an là trên hết. Tôi không muốn cuộc sống riêng bị đụng chạm tới. Đã là mạng xã hội, người ta muốn nói gì chẳng được. Nhiều người quyền cao chức trọng người ta còn chẳng tha, chứ nói gì tôi. Trên Facebook cá nhân của tôi vẫn để hình ảnh của tôi và Hà Thanh Xuân. Chẳng qua tôi khóa Facebook lại vì tôi biết các trang mạng xã hội đang lấy hình ảnh trên trang cá nhân của tôi để đưa thông tin thất thiệt. Khi được phóng viên đặt câu hỏi, như vậy tức là không có chuyện vợ chồng vua cá coi dạn nứt. Ông Thắng Ngô từ chối trả lời. Tôi xin phép không bàn tới chuyện này. Cùng lúc ca sĩ Hà Thanh Xuân đăng ảnh mới trên trang cá nhân với chú thích. Sau cơn mưa trời lại sáng, nữ ca sĩ thời gian qua đi Mỹ biểu diễn. Được biết Hà Thanh Xuân sinh năm 88, đi hát từ năm 17 tuổi và từng gây chú ý tại cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Sau đó cô theo gia đình sang Mỹ định cư và trở thành giọng ca hải ngoại được nhiều người yêu mến. Cô và doanh nhân Thắng Ngô biết nhau lần đầu vào tháng tư năm 2021 khi được một đạo diễn làm mai đây cũng là thời điểm thắng ngô và vợ cũ ly hôn sau một thời gian tự tìm hiểu thắng ngô dần có thiện cảm với hà thanh xuân từ một người không theo đuổi ai quá ba ngày anh trở thành fan cứng liên tục theo dõi từng livestream ca hát của hà thanh xuân và ủng hộ cô bằng cách thả tim tiên chỉ nhắn tin trò chuyện với cô suốt hơn một tháng với sự tương đồng suy nghĩ và mong muốn vun đắp hạnh phúc trong tương lai, tháng 5 năm 2022, cả hai tổ chức đám cưới linh đình và quyết định về chung một nhà chỉ sau thời gian ngắn tìm hiểu đối phương. Tuy nhiên, đám cưới xa hoa của cặp đôi đã nhận về không ít bàn tán công kích từ cư dân mạng. Hà Thanh Xuân tranh chấp tài sản với chồng cũ, vua cà coi thắng Ngô tại tòa vua cà coi thắng ngô và hà thanh xuân đã có cuộc tranh luận nảy lửa ngay tại tòa án để đòi phần thắng về mình vậy số tài sản khổng lồ này sẽ thuộc về ai được biết hà thanh xuân và vua cà coi đã ly hôn chỉ sau vài tháng làm đám cưới cư dân mạng rất muốn hiểu rõ sự tình vì vua cà coi đã ly dị người vợ thứ nhất để đến với hà thanh xuân cuộc sống trên mạng của hai người rất màu hồng Ai cũng bất ngờ khi họ thông báo đã chia tay. Theo Hà Thanh Xuân, hai người không hòa hợp trong cuộc sống, không có tiếng nói chung, hôn nhân dẫn đến đỉnh điểm. Xuân đã phải dọn ra ngoài ở và cuộc ly hôn này cũng rất trông gai. Tài sản vẫn đang tranh chấp nảy lửa chưa đến hồi kết. Trên trang cá nhân của Hà Thanh Xuân và Vua Cá Coi, cả hai đã ẩn phần lớn hình ảnh tình tứ bên nhau và tích cực khoe ảnh chụp một mình. Điều này càng khiến cư dân mạng tin vào thông tin được lan truyền suốt thời gian qua về tình trạng hôn nhân của Vua Cá Coi Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân chia tay chỉ sau thời gian ngắn kết hôn. Trước đó loạt ảnh tình tứ bên nhau của cặp đôi đã không cánh mà bay trên cả trang cá nhân của cả hai. Doanh nhân Thắng Ngô đã khóa tài khoản mạng xã hội cũ, lập ra tài khoản mới. Trong kho ảnh chỉ còn hai tấm có sự hiện diện của Hà Thanh Xuân. Còn về phía nữ ca sĩ Hải Ngoại cô cũng chỉ để lại một tấm ảnh mặc áo dài cưới trên xe hoa cùng vua cà coi và một tấm chụp anh từ sau lưng. Trong khi đó ca sĩ Hà Thanh Xuân xây dựng một hình ảnh phụ nữ độc lập bận rộn với công việc. Một năm qua, cô sống tại Mỹ tích cực chạy show khắp các bang của nước Mỹ, đi châu Âu, châu Á, nhưng tuyệt đối không hội ngộ cùng chồng. Trong tất cả status, cô khéo léo khoe cuộc sống một mình, đề cao hình ảnh người phụ nữ độc lập lờ đi không tương tác với những bình luận của khán giả, có nhắc đến vua cả coi hoặc hỏi thăm về tình trạng hôn nhân. Điều này khiến nhiều người suy đoán hai vợ chồng vua cả coi Hà Thanh Xuân trục trặc hôn nhân, ngôn tình, đã nhạt sau một thời gian ngắn sống chung. Trước những lời đồn, Thắng Ngô vẫn dồn sức kinh doanh farm cá coi, bất động sản, làm vườn, chơi thú cưng. Anh chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, khoe những khoảnh khắc chứng tỏ sự sung mãn dẻo dai. Dù đã bước vào độ tuổi U50, vua cá coi nhấn mạnh cần chăm chút sức khỏe để làm việc tận hưởng cuộc sống. Nhấn nhủ mọi người, cuộc đời ngắn lắm, hãy sống vui khỏe mỗi ngày. Nam doanh nhân cũng hoạt động sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Nếu YouTube là nơi anh chia sẻ kiến thức, công việc liên quan đến cá coi, TikTok là nơi anh khoe cuộc sống thành thơ nhiều màu sắc và khoe hình ảnh video vợ hát thì facebook là không gian anh không ngần ngại đấu khẩu với dân mạng anh vui vẻ tương tác cảm ơn những người khen ngợi mình hoặc gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng anh cũng không ngần ngại đáp trả những bình luận mỉa mai soi mói bằng nhiều cách vua cá coi âm thầm khẳng định hôn nhân êm đẹp chỉ đang yêu xa dù không tương tác qua lại hay đăng ảnh chụp chung như hồi mới cưới phần lớn video được thắng ngô đăng tải lên mạng xã hội đều được lồng tiếng hát của hà thanh xuân trong một số hình ảnh selfie vua cá coi cũng để lộ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út nhưng ngầm xác nhận tình yêu với vợ khi xuất hiện tin đồn hà thanh xuân và thắng ngô dạn nứt thắng ngô phủ nhận chuyện ly hôn khẳng định mối quan hệ với vợ vẫn bình thường còn hà thanh xuân im lặng từ đó đến nay, ca sĩ Hà Thanh Xuân đều đăng ảnh một mình, hầu hết tự chụp, không tương tác mạng xã hội với ông xã. Những hình ảnh mới nhất của chị nhận được nhiều lời khen gợi cảm. Chị cập nhật hình ảnh đi diễn, gặp gỡ bạn bè, tương tác với khán giả, đi chơi cùng gia đình, người thân. Ca sĩ cho thấy cuộc sống diễn ra bình thường, tránh trả lời mọi câu hỏi về hôn nhân.